Hello everyone, how are you today? Welcome to my English class. My name is Quỳnh Trang. Today we will study Unit 10. How much time do you have? Firstly, we will study Lesson 1, Words. Everyone, let's open your book, page 74. Before studying, we will play a small game. After this game, you will find out our topic today. Miss Chang will have some picture. Let's look at the picture and find out our topic today. You ready? Good. Let's start. The lotus. You know lotus? Yes, it's very beautiful. And the next one is the picture of the bird. The bird is flying in the sky. The next one is a woman and a man. The woman is serving something to the man, and they are very happy. Can you guess something? Not yet? The next picture. I think this is a door, and this door is in a transportation. I think this transportation is really special. Can you guess something? Now next picture. In this picture, you can see some pilots and some flight attendants. And behind them, you can see an airplane. And on this airplane, you can see the words Vietnam Airlines. Now, can you find out our topic today? The last picture, it is an airport. Is it easy, everyone? Very good. Our topic today is... Sure, our topic today is at the airport. Are you ready? Let's go. Let's listen and repeat. Money. 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 Passenger. Passengers. Passengers. Arrivals. 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 Departures. 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 Luggage. 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 Passport. 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 Magazine. 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 Newspaper. 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 Now let's listen, point, and repeat. Listening 86. Listen Money. And point. Money. Passenger. Passenger. Arrivals. Arrivals. Departures. Departures. Luggage. Luggage. Passport. Passport. Magazine. Magazine. Newspaper. Newspaper. Listen and repeat. Listen Money. And repeat. Money. Passenger. Passenger. Arrivals. Arrivals. Departures. Departures. Luggage. Luggage. Passport. Passport. Magazine. Magazine. Newspaper. Let's play a small game together. This game is a last match. Miss Chang will have some picture and some sentences. Let's match the picture and sentences and after that write down the words. Are you ready? Let's go. As you can see on the screen, Miss Chang has 4 sentences and 4 pictures. Now let's read each sentence. Number 1. A person traveling on a plane, in a bus, or in a car. Number 2. Notes and coins that you use for buying things, for example, dollars, euro, and Vietnam dong. Number 3. Bags and suitcase that you carry with you when you travel. Number 4.
The first popped up an airport that you see when you arrive by plane. Are you ready? Let's match the sentence with the correct picture. And if you can, let's write out the words. Let's go. You finish? Let's go to each sentence. Number one, people traveling on a plane, in a bus, or in a car. Which picture, everyone? Right. And the word is passengers. Sentence number two. Notes and coins that you use for buying things, for example, dollars, euro, or Vietnam dong. Sure, this picture and the word is money. Very good. Number three, bags and suitcase that you carry with you when you travel. Yeah, this picture is correct. And the word is luggage. Number four, the first popped up an airport that you see when you arrive by plane. Exactly, this picture. And our word today is arrivals. Well done. Well done, everyone. The next game, I will not give you the picture. I will give you some letters and some sentences. You read the sentences, look at the letters, and get what words are they. Are you ready? Very good. Let's look at the screen and read the sentences together. Number one, a thin book, usually with lots of pictures and photographs with a paper cover. Number two, a small book with your photo and information about you, showing which country you are from. Number three, that parked up an airport that you leave from to get on a plane by or fly, sorry. Lunch folder sheets of printed paper telling you about events in the last few days. This is a sentence number four. Are you ready? You have a 10 seconds to complete this test. Sorry, this game. Try your best. Let's look at my answer. Do you have the same answer? Number one, a thin book, usually with lots of pictures and photographs with a paper cover. This is a magazine. Number two, a small book with your photo and information about you, showing which country are you from. This is passport. Number three, that part of an airport that you leave from to get on a plane and fly. This is departures. Number four, lunch photo sheets of printed paper telling you about events in the last new day. This is newspaper. Do you have the same answer with me? Well done, everyone. Now is our grammar time. Do you like grammar? Me too, I like grammar. Let's go, everyone. Today we will talk about countable and uncountable nouns. Để dễ hơn cho các bạn, cô Trang sẽ dùng tiếng Việt ở phần này các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại một chút xíu về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Countable nouns là danh từ đếm được. Uncountable nouns là danh từ không đếm được. Are you ready? Let's go. Let's take a look to the screen. This is countable nouns and uncountable nouns. As you can see, countable nouns refers to things that can be counted. A banana, a cherry, or a Christmas tree. But uncountable nouns refer to immaterial concepts like life or love. Or they refer to stuff or liquid that cannot count it, like water, sugar, or salt. Danh từ đếm được đề cập đến những thứ mà chúng ta có thể đếm một cách dễ dàng. Ví dụ như là một trái chuối, hay là một trái cherry, hoặc là một cây thông Noel. Còn danh từ không đếm được là những danh từ đề cập đến những thứ không phải là vật chất, như là cuộc sống, hay là tình yêu,
hoặc nó đề cập đến những thứ vật chất hoặc là chất lỏng mà chúng ta không thể dễ dàng đếm được. Ví dụ như nước, đường hay là muối. Không ai nói một nước, một đường hay một muối cả. Đúng không các bạn? As we said, countable nouns are things that we can count. And we can put an S on a countable noun. For example, a pear, two pears, an apple, three apples. Những danh từ đếm được như chúng ta đã nói là những danh từ chúng ta có thể đếm. Và những từ này chúng ta có thể dễ dàng thêm S sau nó để hình thành nên danh từ số nhiều. Chính xác hơn là danh từ đếm được số nhiều các bạn nhỉ. As we said, uncountable nouns are things that we cannot count. We cannot put an S on uncountable nouns. We cannot say sugars or stilts. Như chúng ta đã nói thì danh từ không đếm được là những danh từ không thể đếm. Và chúng ta cũng không bao giờ thêm S vào những danh từ này. Chúng ta không bao giờ thêm S sau sugar hoặc thêm S sau stilt. Các bạn nhớ nhé, ngày hôm nay chúng ta ôn tập về danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Danh từ đếm được là những thứ mà chúng ta có thể đếm và chúng ta có thể thêm S. Còn danh từ không đếm được là những thứ chúng ta không thể đếm và chúng ta không thể thêm S. Những danh từ đếm được thì chúng ta thêm 1 hay 2 nghe rất là thuận tai, ví dụ như một trái chuối. Nhưng những danh từ không đếm được mà chúng ta thêm số ở đằng trước thì nghe nó rất là kỳ. Ví dụ, một nước hay là một đường. Các bạn nhớ học thuộc khái niệm này cho cô nha. Our homework today is learn by heart new words, countable and uncountable nouns. Bài tập về nhà của chúng ta ngày hôm nay là các bạn sẽ học thuộc các từ mới chúng ta vừa được học, học thuộc định nghĩa của nó và chép mỗi từ và định nghĩa đơn giản của nó 10 lần. Chúng ta sẽ học thật thuộc khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Để buổi sau, chúng ta sẽ có bài thực hành và các trò chơi. Goodbye and see you on next video. Bye bye everyone.